Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã di lý đối tượng Võ Ngọc Hòa, sinh năm 1992, thường trú tại Hậu Giang và các đối tượng có liên quan về Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Hòa và một người phụ nữ sinh năm 1988, thường trú tại tỉnh Hậu Giang có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn, nên người phụ nữ chuyển ra ở riêng và buôn bán trái cây tại một kiosk trên địa bàn phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 7, Hòa cùng ba đối tượng khác tìm đến kiosk nơi chị này bán hàng, cầm dao đuổi chém chị tử vong. Sau đó Hòa cùng các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Hòa đã bỏ trốn đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó Hòa đã đến công an thành phố Vũng Tàu để đầu thú.